Xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Trên tay lầm le bình xịt hơi cay. Manh động hơn, các đối tượng này đã ném chất bẩn nhiều lần vào nhà dân để uy hiếp. Cứ tối hôm qua là lúc 1 giờ kém là nó ném vào nhà tôi đấy, mùi là toàn thuốc sâu với nguyên là mùi hôi, mùi thối là không chịu nổi. Vay nợ qua các đầu mối tín dụng đen chính là nguồn cơn của những hành động bạo lực này. Cái lãi là thấp nhất là 5.000 trên 1 triệu một ngày. Tức là mình vay ví dụ 10 triệu thì mình sẽ được cầm về khoảng 7 triệu thôi, cắt lãi luôn. Đó. Và người ta chỉ cần nhìn nhà mình có đất đai là người ta cho vay. Cả làng Hiệp Thuận trên dưới 200 gia đình có người thân phải đi vay nặng lãi. Trong khi tất cả con nợ đã bỏ trốn, thì người nhà ở lại còng lưng bán hết gia sản, nhà cửa, ruộng vườn để trả tiền cho nhóm côn đồ. Nhà nào chưa trả được thì ngày đêm nơm nớp là đối mặt với các kiểu khủng bố, đe dọa khác nhau. Nhiều nhà phải che bạt để chặn chất bẩn bay vào hàng ngày. Theo các chuyên gia, thủ tục đơn giản, dễ tiếp cận là một trong những lý do khiến nhiều người vẫn tìm đến các cơ sở tín dụng đen. Trong bối cảnh thủ tục vay ngân hàng khó khăn hơn. Ngân hàng phải thiết kế được sản phẩm mà có khả năng cạnh tranh với những cái sản phẩm cho vay của tổ chức tín dụng đen. Và khi các ngân hàng thương mại mà tiến hành các dịch vụ cho vay ngân hàng thì chắc chắn là họ sẽ có lợi thế hơn nhiều. Các tổ chức tín dụng thì cho rằng nhà nước cần có chính sách để hỗ trợ các ngân hàng thương mại cho vay dưới chuẩn thì mới hạn chế được tín dụng đen. Các ngân hàng thương mại cổ phần hoàn toàn là có thể là xây dựng nên những cái app để cho mọi người dân ở mọi vùng đất nước, vùng sâu, vùng xa có thể tự mình là vào cái app đó để mà đăng ký một cái khoản vay. Các ngân hàng thương mại cổ phần dựa vào cái đánh giá của cán bộ tín dụng và hoặc là thông qua thẩm định của những tổ chức xã hội tại chỗ và họ có thể vay bất cứ lúc nào, thì tôi nghĩ chính họ là những người sẽ từ chối cái tín dụng đen. Cũng theo ông Thắng, hiện nay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt đang xây dựng ứng dụng ví điện tử với mục tiêu nhằm đơn giản hóa thủ tục cho vay để có thể tiếp cận với đối tượng khách hàng dưới chuẩn hiện nay của ngân hàng.